Trang phết là thấy đâu? À, xin chào tất cả các bạn 2K3. Hôm nay thì thể theo nguyện vọng của một số bạn là còn đang băn khoăn về các bài tập liên quan đến giao thoa ánh sáng, cho nên là thầy sẽ phân tích, hướng dẫn các dạng từ cơ bản đến nâng cao và xử lý bằng các ví dụ. Đó. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi thầy. Ok. À, có lẽ là lát nữa thầy đợi 1-2 phút sau đó thầy sẽ xử lý luôn. Còn cái kiến thức liên quan đến giao thoa ánh sáng thầy đã giải đáp ở rất nhiều video trước rồi. Xin chào bạn Nghiên Cao Việt, Hào Nguyễn, rồi chào tất cả các bạn. Rồi. Các bạn đang băn khoăn là thầy Thắng cũng đang like. Môn toán cũng hay đấy mà, thầy Thắng hướng dẫn rất là thú vị. Xin chào bạn Văn Dương. Văn Đương. Đợi một vài phút sau đó thầy sẽ bắt đầu. Chắc chắn ở thời điểm này thì rất nhiều trường đã hoàn thành chương trình. Đó, còn đến cái phần giao thoa thì đương nhiên quá rất nhiều rồi. Và cái bài tập liên quan đến giao thoa cũng rất là cơ bản mà cũng hay xuất hiện. Trong cái đề, xin chào bạn Nguyễn Hoàng. Trong cái đề tham khảo vừa rồi thì cũng không khó khăn gì khi chúng ta xử lý các bài liên quan đến giao thoa. Dùng hai máy để xem. Có lẽ thầy cứ triển khai thôi. À, trước tiên chúng ta sẽ làm với các bài toán cơ bản trước. Và ví dụ số 1 liên quan bài toán cơ bản là người ta cho bước sóng này, cho mặt phẳng hai khe đến màn là D này, khoảng cách hai khe này tính khoảng vân. Đó. Ví dụ như thế chúng ta sẽ có là Y bằng lambda D chia cho A. Ví dụ đến cái thời điểm này thì thầy không phải tóm tắt nữa mà thầy nhìn luôn thông số. À, 0,6, D là 2 và A là 3. Thì chỗ này sẽ là 0,4 mm. 0,4 mm làm ra là ngay. À, khoảng vân. Đó, xác định khoảng vân. Thế thì ở đây nếu mà làm như thế thì lambda là đúng rồi. 0,4 không có đáp án nào cả. À, vậy là không có đáp án, chúng ta phải lấy một đáp án nào đấy. Ở đây là như với thông số như thế là chắc chắn không có đáp án, tôi thì sửa một đáp án thành đáp án B. À, thì lấy đáp án B chẳng hạn. Đó, ví dụ thế. Nhớ là công thức đúng thì chúng ta thay số là đúng và khẳng định lúc này không có đáp án đúng nếu thầy không sửa lại kết quả. Đúng không? Chúng ta tiếp tục. Tức là ở đây về nguyên tắc làm thì đấy là một cái bài cơ bản là cho các thông số tìm theo công thức khoảng vân chấm hết. Đúng không? À, xin chào tất cả các bạn. Ở đây là khi giải thầy sẽ nói đến cái công thức liên quan chứ thầy không giảng lại chi tiết nữa, nó mất rất là nhiều thời gian. Ví dụ số 2, hình như các thông tin vẫn thế, nhưng người ta lại hỏi này. À, vị trí vân sáng thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm, tức là x3. X3 thì nó sẽ thay k bằng 3 đúng không?
sẽ là cộng trừ 3 nhân với y, đúng không? Nhân y hoặc là cộng trừ 3 lambda d trên a, đúng không? Thế thì nếu mà với câu này chúng ta giải ra thì x nó sẽ bằng cộng trừ 3 nhân 0,4 là cộng trừ 1,2 mm. Đấy. Như thế thì chẳng có đáp án nào cộng trừ 1,2 cả, đúng không? Bởi vì thông số vẫn như là câu trên, thì thầy lại phải làm một cái thao tác sửa đáp án. Ví dụ tiếp tục cho đáp án B. Ví dụ thế. Thế quan trọng là chúng ta phải nhớ công thức là vị trí vân sáng là x sáng sẽ bằng k lambda d trên a. Bậc k bậc n thì chúng ta sẽ thay k bằng cộng trừ n. Đó, tập vị trí vân sáng bậc n. Để hết sức lưu ý. Thầy tiếp tục sang ví dụ số 3. Những bài toán cơ bản có lẽ thầy lướt và thầy hướng dẫn nhanh. Thực hiện giao thoa ion có bước sóng lambda, khoảng vân là y. Xác định khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân sáng thứ 5 hay là vân sáng bậc 5 cùng phía. Thế chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện là vân sáng bậc m thì chúng ta sẽ có là xm bằng m nhân với y. Vân sáng bậc n ta sẽ có xn bằng n y. Thầy cứ thay số dương nhá. Ở đây thầy cho là m lớn hơn n lớn hơn 0, tức là chúng ta xác định vân sáng bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, đúng không? Thì thầy thay giá trị dương hết, thầy giá trị dương hết. Thế chúng ta sẽ nhớ một cái thông tin là khoảng cách giữa hai vân này, giữa hai vị trí mà cùng phía. Nếu mà cùng phía thì chúng ta sẽ có delta x sẽ bằng m trừ n nhân với y. Trường hợp thứ hai là khoảng cách anh là khác phía. Khác phía thì nó phải là cộng lại nhá. Thầy vẫn lấy m dương và n dương nhá. Thì delta x nó sẽ bằng m cộng n nhân với y. Ví dụ trong trường hợp này, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5, bậc 2 đến bậc 5 cùng phía tức là trừ đi nhau, ta sẽ có là x5 bằng 5y, x2 thì bằng 2y, cùng phía thì sẽ là trừ đi nhau, nó sẽ là 2, xin lỗi, là 3y. Đáp án B. Rồi. Rất nhiều bạn 2K2 vào và có những phát ngôn cực kỳ sốc, đó là cứ yên tâm học hành đi, vào đại học sẽ được phát người yêu miễn phí. Bây giờ là nếu cứ 2K3 cứ ủng hộ háo hức rồi là tích cực tham gia thì hàng tuần thầy sẽ tăng số buổi live và live thường xuyên hơn, đặc biệt là ôn tập theo các chương và cũng như là ôn tập tổng thể là luyện đề của một trường nào đó hoặc là đề ví dụ mà thầy tự soạn ra. Thế thì bây giờ thầy sẽ chuyển sang ví dụ số 5. Câu hỏi khác đi một chút.
Câu hỏi người ta lại cho lambda 1, lambda 2, lambda 3. Có 3 ánh sáng. Có 3 ánh sáng đơn sắc. Vị trí M có hiệu đường đi là 1,2 micromet. Hỏi những anh nào cho vân sáng. Chúng ta phải biết là điều kiện có vân sáng là D2 trừ D. D1 bằng gì? Bằng K lambda như sóng cơ luôn. Thế thì cái việc làm của em là em phải lấy D2 trừ D1 chia cho lambda bằng K. Anh này phải là số nguyên. Nếu chia không hết tức là không phải là vân sáng, đúng không? Thế ta sẽ lấy này, 1,2 chia cho 0,4, chia hết không, ra số nguyên không? Có, là ra 3. Anh này không chia hết cho anh này chia anh này là 2. Vậy số bức xạ cho vân sáng tại vị trí M đó là 2. Đáp án của câu ví dụ 5 này là B. Lại là một đáp án B nữa. Hình như thầy soạn toàn đáp án B thôi. Có lẽ thầy sẽ tiếp tục. Ô sao lại bạn toàn bảo ví dụ 47i. À xin lỗi, ví dụ 4 bạn Toàn đã chỉ ra cho thầy ở đây là khác phía. Lúc này là ví dụ 3 là cùng phía đúng không? Thầy lại không làm ví dụ 4 đúng không? Ví dụ 4 là 7i. Ví dụ 3 là cùng phía, ví dụ 4 là khác phía thì đáp án là ví dụ 4 là 7i. Xin chào, xin cảm ơn bạn Toàn Lê đã nhắc thầy và thầy bỏ qua ví dụ 4. Bây giờ thầy tiếp tục sang những bài này dễ lắm chứ không phải là khó đâu, cho nên những bạn mà bỏ qua những bài liên quan đến giao thoa ánh sáng đơn sắc, giao thoa ánh sáng là rất là phí. Bài rất là đơn giản. Tài liệu này nếu cần thì sẽ gửi cho bạn Toàn Lê sau nhá. Ví dụ số 6. Người ta cho lambda, người ta cho A, người ta cho D. Ở đây là thầy cho viết hẳn lambda ra, nhưng có những đề bài là người ta chỉ mô tả thôi. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn, đấy chính là D. Khoảng cách giữa hai khe là A, đúng không? Bước sóng của ánh sáng, nguồn sáng là lambda, đúng không? Ở đây XM bằng 1,25. Là người ta hỏi là vậy đấy là vị trí vân sáng hay vị trí vân tối. Thế thì cách làm của anh này như sau, là ta phải lấy XM chia cho Y. Nếu là bằng một số K, anh này là số nguyên, K thuộc Z là số nguyên, thì suy ra M là vân sáng. Đó. Còn nếu K không là số nguyên thì suy ra M là vân tối. Vân tối thì chúng ta sẽ giải biểu thức là XM sẽ là 2K cộng 1 Y trên 2. Đúng không? Vậy trước tiên chúng ta phải tính Y cái đã. Xin chào bạn Hào Nguyễn nhá. Chào các bạn, thì đơn giản thôi, chỉ điều là mất thời gian thôi. Chào các bạn, không hề khó tí nào cả. Ở đây thầy phải tìm Y. Y bằng lambda D chia cho A. Lambda 0,5, D là 2, A là 2, bằng 0,5 mili. XM bằng 1,25. Thế thì ta sẽ có là XM chia cho Y bằng 1,25 chia cho 0,5 bằng 2,5, đúng không? 2,5 thì không phải là số nguyên rồi, không thuộc Z. Vậy chắc chắn là vân tối. Nhưng vân tối bậc bao nhiêu thì thầy lại giải XM. XM là 1,25 bằng 2K cộng 1 Y trên 2, đúng không? 0,5 trên 2 là 0,25, đúng không? 0,25 thì
chúng ta sẽ có chỗ này là 2,5. Vậy là 5. 5 bằng 2k cộng 1 thì k bằng 2. Vậy chúng ta sẽ suy ra Vân tối thứ mấy? Thứ 3. Vân tối thứ 3. Chứ không phải là thay k bằng 2 chúng ta kết luận là Vân tối thứ 2 đâu. Ở phần lý thuyết giao thoa thầy nói rất rõ điều này. Chắc đến đây là những bài cơ bản này không quá khó đối với các em, đúng không? À, hoặc là bạn Hải đang bảo là gãy liền ra 2,5 tức là vân tối thứ 3, hợp lý rồi. Đấy là cách làm nếu bạn phát hiện ra. Đúng không? Bạn phát hiện ra ở cái hình giao thoa ấy, bạn hiểu cái hình giao thoa ấy. Một số dạng nâng cao, ví dụ dạng nâng cao này. Trao đổi một số bài nâng cao một chút. Nâng cao vừa phải thôi. Ok nhá. Bạn Hải đang bảo là gãy liền ra 2,5 là được rồi. Ví dụ số 7, bài toán xác định bề rộng quang phổ bậc k, thầy cho công thức nhé. Tức là giao thoa với ánh sáng trắng thì có khái niệm là bề rộng quang phổ bậc k. Thì delta x sẽ bằng k lấy lambda đỏ trừ lambda tím nhân d chia cho a. Đấy là bề rộng quang phổ bậc k. Ví dụ là bậc 5 thay k bằng 5, bậc 6 thay k bằng 6, bậc 3 thay k bằng 3. Chắc là không khó. Ở đây người ta có thể mở rộng ra với bài toán là bề rộng mà lại là cái nguồn gồm 3 ánh sáng đơn sắc. Thì chúng ta cứ lấy bức sóng lớn nhất trừ ánh sáng bức sóng nhỏ nhất, đúng không? Thế bài này chúng ta thay vào là xong. Ở đây là bề rộng quang phổ bậc 3 chúng ta sẽ có là bằng 3 nhân với 0,76 trừ 0,38 chia cho nhân d chia a. D ở đây là 2. A ở đây đề bài cho là mấy? Là 2. Vậy chỗ này sẽ bằng 2 rút gọn với 2 này. 0,38 nhân 2 này. À xin lỗi, 0,38 nhân 3. 0,38 nhân 3 là 4 x 2, 9 x 2, 11. Đúng không? mm. Đó, thế thì nhớ cái công thức này. Là bề rộng quang phổ bậc k. Tiếp tục là dạng thứ hai là khái niệm là cái bài toán gọi là bài toán trùng nhau. Trùng nhau của hai vân sáng. Trùng nhau thì giả sử lambda 1 và lambda 2 trùng nhau thì chúng ta phải nhớ cái điều kiện này là x1 sẽ bằng x2. Tức là k1 lambda 1 d trên a bằng k2 lambda 2 d trên a. Thì rút gọn d và a thì bao giờ biểu thức cuối cùng của chúng ta sẽ là K1 lambda 1 bằng K2 lambda 2. Đây là điều kiện để trùng nhau. Bây giờ chúng ta có thể tìm được số vị trí trùng nhau. Thì cách làm như sau này, để ý này. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là K1
chia cho K2 bằng lambda 2 chia cho lambda 1. Chúng ta sẽ chuyển về một cái phân số tối giản. A trên B là phân số tối giản. Thế từ đó chúng ta sẽ suy ra được các vị trí trùng nhau tiếp theo là AN chia cho BN. Tức là A trên B là phân số tối giản. Thì chỉ việc nhân với N nữa, N là bằng 1, 2, 3, vân vân. Thì chúng ta sẽ ra số vị trí trùng nhau, đấy là cách làm. Biết như thế rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng 2 của nâng cao này như sau. Chúng ta sẽ chuyển vị trí này. Đây. Ở đây có lambda 1 bằng 0,4, lambda 2 bằng 0,5. Biết khoảng cách giữa hai khe là 2, khoảng cách D là 2. Hãy xác định vị trí trùng nhau đầu tiên. Trùng nhau đầu tiên thì chúng ta sẽ suy ra phân số tối giản thôi, đúng không? Thầy vừa nói rồi, K1 chia cho K2 bằng lambda 2 chia cho lambda 1 thì bằng 0,5 chia 0,4 bằng 5/4. Thì sẽ bằng 5N chia cho 4N. Vị trí đầu tiên trùng nhau đầu tiên trùng thì N bằng mấy? N bằng 1. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được K1 bằng 5 và K2 bằng 4. Thế ta sẽ suy ra được vị trí trùng nhau thôi. X1 hoặc X2 đều được. X1 bằng X2 mà. X1 thì thay K bằng 5. 5 lambda 1 D chia cho A bằng 5 nhân 0,4 D bằng 2 A bằng 2. Đúng không? A bằng 2. Rút gọn 2 mm. Vậy vị trí trùng nhau đầu tiên cách vân sáng trung tâm là 2 mm. Đấy là cách làm đấy. Chúng ta cứ chỉ quan tâm đến hai anh trùng nhau thôi, ba anh trùng nhau là hơi phức tạp. Chính xác rồi, rất nhiều bạn làm được cái câu này, đơn giản thôi. Ba anh trùng nhau đây. Vị trí ba anh trùng nhau đầu tiên. Riêng ba anh thì lại có thêm một thông tin cách làm như sau này. Thầy nói thêm một chút thôi. Còn tìm số vân sáng là trùng nhau của hai trong ba này thì thôi, từ từ đã. Ba anh tức là nguồn gồm ba bức xạ đơn sắc. Và người ta vẫn tìm gì? Vị trí trùng nhau đầu tiên của ba bức xạ. Lúc này điều kiện trùng nhau vẫn là K1 lambda 1 bằng K2 lambda 2 bằng K3 lambda 3. Chúng ta cũng đưa về tỷ lệ tối giản khi thay lambda. Sau đó có một cách làm, đó là tìm bội trung nhỏ nhất. Thầy lấy ví dụ luôn trong trường hợp này. Ta sẽ có là 0,4 K1 bằng 0,5 K2 bằng 0,6 K3. Ta phải làm ra hệ số này là tối giản mà là số tự nhiên nhá. Vậy dễ dàng có là 4 K1 bằng 5 K2 bằng 6 K3. Tức là ta phải làm cho hệ số này là những gì? Số nguyên và là tối giản nhất. Không thể để đây là 8, 10, 12 được. Vậy sau đó chúng ta sẽ lấy bội trung nhỏ nhất. Bội trung nhỏ nhất của 4, 5 và 6. Đấy. Thế là bao nhiêu? 4, 5, 6 bội trung nhỏ nhất là 20, 20 x 3 là 60. Đúng nhỉ? 60. Thế thì bội trung nhỏ nhất là 60. Chúng ta sẽ suy ra cái vị trí trùng nhau đầu tiên. Chúng ta sẽ có là K1 thì bằng 60 chia cho 4 bằng 15. K2 sẽ bằng 60 chia cho hệ số trước K này là 5 bằng 12.
K3 sẽ bằng 60 chia 6 bằng 10. Vậy lần lượt là 15, 12, 10. 15, 12, 10 tức là đáp án D. Đúng rồi. Tiếp tục là tìm số bức xạ cho vân sáng tại một điểm x0 chiều trước. Đó, tiểu định x0 chiều trước. Thế cách làm như sau. Cách làm như sau, chúng ta sẽ có x0 thay bằng k lambda d chia cho a. Đúng không? Vị trí vân sáng mà. Từ đó chúng ta sẽ suy lambda. Lambda sẽ bằng x0 nhân a chia cho k nhân với d. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ cho chạy, bởi vì là thông thường cái bài này là bài mà người ta thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, sau đó cho lambda chạy lớn bằng giá trị 0,38, nhỏ hơn bằng 0,76, suy ra điều kiện của k. Đấy, k. Và từ k chúng ta sẽ suy ra số bức xạ. Đó, số bức xạ. Rất nhiều bạn khó hơn, thầy muốn là ở mức độ vận dụng thấp thôi, không phải vận dụng quá cao. Bởi vì là ở những bài về ánh sáng bây giờ là những bài cơ bản thôi, không quá khó. Những bài rất khó thì thường thuộc về cơ điện, sóng cơ. Chúng ta làm bài này như sau. Ở đây người ta cho x bằng 4mm rồi. Ta sẽ có thay vào đây này. Ta sẽ có lambda. X là 4 nhân A. A là mấy? A là 2. Chia cho K chưa biết. D là 3. Đó. Thế lambda của chúng ta sẽ bằng 8 chia cho 3K. 8 chia cho 3K thì lúc này đơn vị của anh này sẽ là micromet rồi. Lớn bằng 0,38, nhỏ hơn hoặc bằng 0,76 thì K sẽ chạy trong đoạn nào? Từ K chúng ta sẽ suy ra được số bức xạ. Ở đây ta sẽ có K lớn hơn hoặc bằng 8 chia cho 3 chia cho 0,76, 3,5. 8 chia cho 3 chia cho 0,38, nhỏ hơn 7,02. Thế thì K của chúng ta sẽ là 4, 5, 6, 7. Đó. 7. Vậy là số vị trí cho bức xạ là vân sáng N bằng 4. Chính xác rồi. Ở đây là dạng tiếp theo có bài toán. Xác định số vân sáng tối trên đoạn MN. MN. Ở đây là nếu mà là N là trường giao thoa. Trường giao thoa. Đó, nếu mà trường giao thoa tức là L này nó đối xứng ở hai bên với vân sáng trung tâm. Thì chúng ta sẽ có biểu thức tính N sáng bằng 2 lần phần nguyên của L chia cho 2i cộng 1. Còn N tối bằng 2 lần phần nguyên của L trên 2i cộng 1/2. Còn nếu MN bất kỳ mà XM nhỏ hơn XN chẳng hạn, thì chúng ta sẽ giải điều kiện là X lớn bằng XM và nhỏ hơn bằng XN. Chúng ta sẽ giải điều kiện là thay X cái biểu thức của X vào ấy, sau đó suy ra K. Nhưng ở đây là nếu nói đến trường, ví dụ trong trường hợp này chúng ta anh này đổi ra 10mm, đúng không? Chúng ta tính được Y. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2mm
5 vân sáng liên tiếp thì có 4 khoảng vân 2mm thì y bằng 0,5mm. Được không? Sau đó chúng ta thay vào đây thôi. L là 10, 10 chia cho 2y tức là 10 chia 1. Đúng không? 10 chia 1 là 10, phân nguyên là 10, 20. Vậy n sáng trong trường hợp này bằng bao nhiêu? Bằng 20, 1 n tối bằng bao nhiêu? Bằng 20. Đấy. 21 vân sáng và 20 vân tối. Ok. Đây. Đây chính là trường hợp thứ hai khi MN không đối xứng. Và chúng ta nhìn thấy MXM nhỏ hơn IN. Thế thì chúng ta sẽ làm bài này thông qua cái câu chuyện là cho X chạy suy ra K, bao nhiêu K thì có bấy nhiêu vị trí. Đây. Ta vẫn tìm K X. X sẽ bằng K Y. Trong trường hợp này rất thuận lợi cho Y. Nhưng có bài là không cho Y mà người ta cho lambda D với A, chúng ta phải tính tính Y. Thì sẽ có Y bằng 0,6 0,6 K. Thì ta sẽ có là 0 X chạy trong đoạn XM nhỏ hơn bằng XN, tức là 0,6 K lớn hơn hoặc bằng 2,5 và nhỏ hơn hoặc bằng 6. Thế K của chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10 và lớn bằng 2,5 chia 0,6 tức là 25 chia 3. 25 chia 3 là 8 phẩy bao nhiêu đấy. Vậy K sẽ bằng mấy? Có bao nhiêu vân sáng đúng không? Bao nhiêu vân sáng? KI là 0,6, 2,5 à, xin lỗi, là chỗ này là 4,17. Thế K của chúng ta sẽ là 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đáp án B. Còn nếu mà nhiều chúng ta sẽ lấy số cuối trừ số đầu cộng với 1 là ra. Thế đấy là những cái bài từ cơ bản đến vận dụng thấp mà thường xuyên chúng ta có thể chiến đấu ngon lành. À, xin chào cô Xuân. Cô Xuân chắc là ngày mai sẽ hỗ trợ đắc lực cho 2K3. Hy vọng rằng chúng ta thi tốt tiếng Anh và quan tâm đến môn lý một tí. À, có lẽ thầy đã chia sẻ với chúng ta những cái điều cơ bản nhất về về bài tập liên quan đến giao thoa sau ánh sáng và những bài thường xuất hiện nhất, kiểu như thế thì hay xuất hiện nhất. Và gặp như thế thì phải chiến đấu không được sai sót câu nào. Thì chúng ta sẽ yên tâm trong cái kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Có lẽ là nếu có thêm nhiều sự quan tâm nữa thì tuần này thầy có thể bố trí thêm một buổi trực tiếp nữa. Không thì tuần sau chúng ta lại tiếp tục củng cố, tháo gỡ và luyện tập những cái bài mà thường xuyên ra. Hiện tại có thể đến mức 8 cộng. Sau đó chúng ta sẽ luyện cái mức cao hơn sau. Chúc các bạn luôn luôn bình tĩnh, tự tin và sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở các buổi live tiếp theo.